Chào anh em, nay mình sẽ nói về tình trạng gà anh em nuôi săn siêu măng mà đi săn trùng lưới á, sao mà cái giò gà anh em nó dễ bị ké ha, nó dễ bị ké chậu. Cái ké chậu á thì thường á nó có nhiều giai đoạn nó mới thành ké, chứ không phải mà tự nhiên con gà bị ké hết. Anh em không để ý thì nó sẽ bị ké thôi, bỏ nhiêu bỏ hí á thì thường mình nuôi trên, mình nói trên chuồng lưới trước nha. Nuôi chuồng lưới và nuôi cái mà chuồng mà có cây á, cho cây bay lên bay xuống á, càng cao có nhiều á, thì nói chung cái chuồng nó thì có cây có lưới thì nọ, thì có đất cát ở ngoài cũng vậy nha. Nên nuôi chuồng cát cũng vậy, chuồng đất cũng vậy, cây càng cao thì nó càng nguy hiểm cho cái chậu gà. Anh em không để ý thường cái gà tại sao đổ mái xong nó bị ké ha. Đổ mái thường nó bị ké là cái này. Anh em nuôi gà mà như chuồng mà giống chuồng lưới đổ mái nè, với chuồng cát mà anh em nuôi gà nọc đổ mái đó thì nó thường bị ké hơn hơn gà tơ nha, hơn gà mùa hay lông anh em thường bị ké. Là cái chỗ là anh em cho nó ăn gà mái, nó ăn thức ăn, nhiều người cho ăn thức ăn, ta phần là gà mái mới cho ăn thức ăn nó mới tốt, và cho người cho nó ăn sò ăn này nọ đủ thứ trong đó hết, thì mấy cái vỏ sò vỏ hến vỏ ốc gì đó anh em bỏ vô cho nó ăn. Một khi mà con gà trống nó sung á, nó bơi là cái tình trạng đầu tiên nha, nó bơi thì nó sẽ bị đứt cái chậu chứ nha, đứt cái chậu đó nó nguy hiểm nè, đứt cái chậu thì nó sẽ, nói chung nó con gà bị đứt á thì nó cũng không sao đâu, nhưng mà bị nó bị đứt cái chậu ở dưới, nó lên cây á, nó bay lên bay xuống thì cái vết thương đó thì nó bị tác động, tác động nha, nó bị tác động là cái thứ nhất nè. Cái hai, cái anh em cho nó ăn ăn nhiều quá đó, cái đạm con gà nhiều thì cái bàn chân cái chậu nó sẽ dòm cái chậu, cái chậu ngày nào vậy giống nọc anh em hơi bự một chút, nó sẽ dễ bị ké hơn, nó bay lên bay xuống cái cây cao, bay lên bay xuống, bay lên bay xuống. Nó nguyên nhân bị cây gà đổ mái ké chậu là tình trạng bay lên bay xuống nó bị đứt cái vết thương nó đi. Một là nó cái vụ là bơi đứt thôi. Cái hai là con gà này bay lên bay xuống, nó bị đạp cắn cục đá hay là nó bị cái gì đó không biết, nó sẽ bị một cái cục máu bầm. À đầu tiên thì máu bầm, rồi bị đứt á thì nó sẽ bị nhiễm trùng. Nó nhiễm trùng là mau hơn, nó nhiễm trùng mau hơn là tại nó bay lên bay xuống. Nó tác động cũng như anh em bị đứt chân đi, anh em chạy thì cái chân anh em nó sẽ lâu lạnh lắm. Còn con gà thì bản năng anh em đi anh em biết gà nhắc, còn con gà nó không biết, ở trên cây nó bay xuống, cứ bay xuống hoài, nó tiếp đất thường thì cái chậu nó sẽ dễ nó bị nhiễm trùng, nó bị chấn thương đó, thì nó máu bầm từ từ nó khô cục máu bầm của nó lại thì nó sẽ đi ké nha. Cái cục máu bầm nó bị đen, đầu tiên nó sẽ bị đen con đốm vậy nè, cái để lâu ngày không thấy không để ý thấy dạ đi gà nhắc từ từ anh em đâu có thấy đâu, em đâu thèm để ý đâu. Thường để ý là con gà bị ké đâu, bị cái chậu đầu tiên nó bị gà nhắc á, cái giờ mà anh em vô bắt con gà ra là cục ké nó bự vậy, bự vậy cái bá vậy nè, ngút vậy nè, bự vậy nè, cái ai thức ăn nữa nó dồn như cái chậu chà bá nữa, cái bàn chân gà anh em bự chà bá nữa. Rồi nguyên nhân cái chậu á, nay mình chỉ nói về cái nguyên nhân thôi ha. Cái nguyên nhân gà anh em bị cái chậu thường thì toàn là thường là bị gà đổ mái, gà đổ mái thường bị cái chậu nhiều, tại gà mái bay lên cây nó bay lên theo, nói chung gà mái đi đâu đi đó đó, rồi nó sung nó bơi đó, nó bơi quạo nhiều thì nói chung nó dễ bị đứt chân. Nó bị con gà bị đứt cái chậu là nguy hiểm nhất, nó đi nó màu lạnh, nó đâu có màu lành được, nó đi rộng hoài à, lâu lành lắm. Thì nếu phát hiện cái đốm đó, anh em khử cái đốm nhẹ nó ra cho mình, khử cái đốm nó ra khắc phục nha, khử cái đốm lúc mà nó mới bị á, khử cái đốm nhẹ nó ra. Thì bình thường khởi cái đốm nó ra anh em quét ngại với anh em nhu vô cái bộ vô mình không cho nó bay nhảy nữa, từ từ nó sẽ khô từ lại, nó ăn không có ăn thức ăn nữa, tự nhiên là từ nó hết rồi. Cái đó mình chỉ nói ý kiến mình tham khảo cho anh em tham khảo rồi, con gà anh em bị giống như mình, tình trạng như mình nói không đó. Rồi con gà bị con gà mà nuôi săn siêu măng á, tại sao mà cái bàn giò nó dễ bị mòn? Thì anh em lật cái bàn giò lên thường nó bị mòn nha, nó bị mòn và nó cũng dễ bị cái chậu đó, nó bị mòn. Anh em lật lên cái bàn giò anh em nuôi săn siêu măng á, thường em lật lên cái bàn giò nó bị mòn, nó đỏ, nó đốm nó đỏ như mấy cái mắt chân á, nó mòn. Và cái chậu của nó
cũng bị mòn và nó bị đỏ luôn. Thì cái đỏ đó, nó mới ké, cái đỏ nha, cái đỏ nó mới ké nha, cái đỏ nó lâu ngày nước ăn á, kêu tình trạng nước ăn á, nó xi măng nó mặm ẩm á, vô nhà đi phân xuống xi măng nó đâu có rút liền đâu, nó cũng mặm ẩm hoài à. Cái đó kêu tình trạng nước ăn, bị nước ăn và chân, cái chân gà anh em đó thì nó sẽ bị, nó cũng nó có đậu, không có đốm đỏ thôi, từ từ nó sẽ bị cái cắn lên, từ từ nó ăn, từ từ vô cái nó nhiễm trùng đạp dơ đó, từ từ nó thành màu đen, nó thành cục đen lớn vậy thôi, xíu vậy nè. Thì cái cục đen đó cũng y như mình nói nãy, anh em chỉ phát hiện được anh em khử nó ra cho mình, khử cái lớp đen nhỏ là cái lớp đó là mấy cái lớp máu bầm đen xíu không gì chứ, rất là ghẻ đó, anh em khử ra, anh em cứ quét nghệ quét nước muối gì đó cho mình bình thường. Rồi cái chuồng, cái bội của nó nuôi á, anh em làm ơn dắt cát vô, nuôi sân xi măng phải có cát, thì mình nói anh em nuôi sân xi măng phải có cát chứ đừng sân xi măng không, xi măng không hư cái bàn chân gà anh em trên nước ăn, thì từ nó nếu mà anh em không biết thì từ nó bị cũng bị ké cái bàn chậu y vậy đó, nhưng mà nó ăn lúa ăn đồ này nọ thì nó ít có bị, ít bị ké chậu hơn, ăn thức ăn là gà bị ké chậu nhiều hơn, đa số là gà ăn thức ăn là bị ké chậu nhiều nha, thì mình nói anh em á, có phải không? Cái chậu nói chung nó cũng không có nguy hiểm gì, mà tại vì bỏ thí không để ý tới, nó đập máy nó bay lên bay xuống nhiều lâu quá không để ý, tới giờ mình phát hiện nó bay lên cây bay lên bay xuống rồi thấy thì nhắc cái giò lật cái bàn chân lên là anh em nó bị nhiều rồi. Thì thường cho ăn gà mái ăn cũng dùng thức ăn dục này nọ nhiều vô, trong thức ăn cái lượng đạm nó rất là nhiều cho gà phát triển, cái lượng đạm nó rất là nhiều, thì cũng như con gà con mới nở thì anh em cho ăn 1 tháng 2 tháng, bắt đầu 1 tháng là bị rồi. Tình trạng đầu tiên đó là cái bàn chân của nó bự, cái đế bàn chân chậu của nó bự và những cái ngón giò của nó, mình nói là y như mắt ta mình vậy thôi, nó sẽ gồ gân cục, nó u gân cục gì nè, nó không có sưng, nó u gân cục bắt đầu nó nứt, nó nứt nó nứt, nó cái trên, và cái chậu của nó cũng bị như vậy, nứt chậu tét luôn, vậy anh em nhìn thấy nó tét luôn, nó tét ra y nó luôn, nó hở ra hết trơn này, kỳ lắm. Thì cái đó cũng không có bị gì, mà anh em nuôi càng lâu thì thường anh em nhìn cái con gà công nghiệp á, cái bàn chân gà công nghiệp anh em ăn 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 chân gà nướng hoài đó ha, thì anh em sẽ biết cái chân gà nướng anh em nhìn đi, con gà nào cũng y chang gì đó, cũng có một cục bị dứt gì đó. Là tại sao ăn ăn nhiều cái lượng đạm nó bự, rồi từ nó nứt ra, thì từ con gà đứng con chỗ hoài đó đi ít vận động thì nó cái chân nó bự đúng không, ăn ăn mà cái chân nó bự thì nó sẽ đi đó đi lui, nó đạp phân này nọ, bắt đầu lâu ngày vài tháng nó ít cử động nữa, nói chung nó ăn nhiều quá nó đạm dư xuống dưới rồi nứt, từ từ nó cũng sẽ thành bị ghẻ nhiễm trùng, mà bị ghẻ ghẻ từ từ cái nó bự cục bị lớn vậy. Anh em mấy ăn con gà công nghiệp, anh em nào mà hảo gì cái món chân gà hấp hành với chân gà mà nướng đó thì nên sẽ biết vì nó cái lý do đó, thì con gà nào nó cũng gà mình đạp má nó cũng vậy thôi, nguyên nhân là gà mái ăn mới đẻ phải cho nó ăn ăn nhiều, thức ăn nào cũng có đạm thì anh em nên hiểu. Thường gà ta ít ít là bị ké chậu lắm, gà ta ít khi nào lắm, chỉ có gà đập mái thôi, gà đập mái thường bị ké chậu nhiều, ít khi nào mà gà anh em đang nuôi bình thường mà nó bị ké, hoặc là như gà tơ nó bị ké, nhưng mà có anh em cũng đừng có sợ, tại vì nó mới có bị cái lớp đen thôi, nó là dạng nó bay lên bay xuống, nó xung nó vượt mái đó, sáng là tơ mà trên cây nó bay xuống nó vượt mái, nó chạy vượt nó bay xuống đó, khi nó bị cắn nó đã nhỏ thôi, nó cũng bị, nó bị nhưng mà nó sung, nó gắn vượt mái rồi chìa rồi gắn bay lên, nó bay xuống hoài, cái bàn chân nó cũng bị, nhưng mà nó dễ trị hơn, tại vì gà Hà Lai ít khi nào ăn nhiều lắm, nó chỉ bị đốm đen nhỏ thôi, thì nó cũng bị cái đốm đen nhỏ thôi, anh em chỉ cần gỡ nó ra, khỏi là phức tạp, anh em cứ gỡ cái đốm nó ra, đang quét ngại với muối với sát trùng này nọ thôi là bình thường, từ từ cũng dọn gà đem nuôi bình thường ha, nó khô nó lành nó mau lắm. Thì mình chỉ nói đơn giản là cái chưa nói gì chỉ cái chậu nặng nhau, chứ này là bên đơn giản là cái mà thường thường anh em bị gà bị thôi, mình chỉ chia sẻ cho anh em khắc phục cái vụ đó thôi ha, cái bàn tại sao mà gà đạp mái thường thì bị cái chậu đó. Gà tơ cũng bị nữa, nhưng mà gà tơ không sợ, gà tơ nó nuôi thả lai ít khi nào ăn nhiều đó. Nó ăn đủ thứ nó không có bị, nó không sợ, nó bị cái đốm đen nhỏ cái thấy sợ cái chậu gì chứ gần lột nó ra gạo xong rồi đâu quét muối ngã rồi vô bình thường, không mới rửa nước sát trùng nữa, rửa bậu lại từ từ cái giò đó cũng bình thường, nó mau lắm sao cho nó nói, mình nói nguyên nhân gà này bị cái chậu nhiều là tại đập máy, gà không phải đập máy bậy mà đập máy ăn thức ăn và bay lên bay xuống hay còn máy nhiều.
Đó là lý do gà anh em bị cháy chậu á. Còn anh em hỏi mình là gà mắc mưa bị rút, gà mắc mưa bị rút củ rũ vậy nè rồi lăn ra đai luôn, cái đó là bị sốc nhiệt. Thì sốc nhiệt thường gà mắc mưa nhiều là con nào đa phần hết 10 con hết mắc mưa nhiều nha, 10 con á thì nó có chỉ cơ bị có 2-3 con bị chết thôi, mà nó không có thiệt. Gà mắc mưa là thường bị có 2-3 con thôi, bị đai thôi, cái chuyện đó bình thường. Như anh em bắt bộ anh em quên quên đậy thì mình đi về thấy gà đứng nó rung lên, bắt đầu nó cái mặt nó hơi tái, cái mọng nó tím, rồi cái đứng nó rút nó sải cắm xuống nó ngủ vô đai, đai mắc mưa là đai liền, nó bị sốc nhiệt. Rồi gà gà như gà con mới lớn thì cũng bị, nó mắc mưa nó lạnh quá nó ít lông gì đó, mưa nhiều quá nó lạnh nó cũng cụ rũ, cái đầu nó không chịu rũ liền, đầu nó rút cổ nó sải cánh nó xè xuống nó cũng đai. Thì bữa nay mình sẽ chia sẻ cách mà anh em cứu những con gà đó lúc đang mắc mưa. Mình cứu nó đơn giản, nếu mà mưa xong có nắng liền á thì phơi nắng nha, nó là phơi nắng. Còn gà mà đang mưa mà lỡ mình đi về mình thấy vậy đem vô anh em lau khô, mình mẩy nó hết cho mình, lau khô mặt mày nó và đặc biệt vuốt lòng cho nó hết nước đi, rồi anh em lau khô cái chân nó luôn, nó chưa nó đến chưa nó đai đâu, anh em lau khô nó hết. Và anh em có nếu mà có cái gì anh em có hơi lửa gì đó hơi ấm gì đó để con gà gần vô nha, mình để cứu con gà thì anh em cứu là đơn giản. Anh em phải có nghệ, nghệ cồn không phải rượu gốc, rượu gốc nóng cồn nó còn dữ hơn, nó tốt dữ hơn nha. Thì cách mình cứu mấy con gà đó bị sốc nhiệt mà mưa vậy đó, thì con gà nó bị nhiệt độ nhiệt sốc nhiệt xuống đó, là cái bàn giò nó lạnh, nó nuôi gà mà lạnh chân rồi nó cũng ẩm lên, cái giò nó rung á, thì tình trạng nó là cũng đơn giản thôi. Ngà với cồn 90 anh em pha miếng cái rượu gốc vô miếng nha, mày coi mấy cái đó sẵn đi, anh em quét cái bàn chân nó hết luôn, quét chân cẳng nó nguyên cái bàn chân nó hết luôn nguyên cái chân. Dạ anh em lau khô với gọi là giữ ấm nó cho mình đi, lau khô cái đầu con gà hết, quét ngại nguyên cái đầu luôn, nguyên mồng mặt mày quét hết. Mình đảm bảo anh em hồi nó khô lòng từ con gà đứng lên nó bình thường, nó không bị gì nữa. Tại vì cái quan trọng là cái bàn chân của nó giữ ấm cái chân con gà thì con gà nó không có sao đâu, không có hại thân nhiệt đâu, đừng sợ. Và cái mặt mày mồng đó đó, mặt mày nó đó làm cho nó nóng máu lên, nó đừng có để nó lạnh. Con gà thường nó bị lạnh đó, trời lạnh cái mồng nó tím đó, mình quét hết cái đầu con gà cho mình, nó sẽ lấy cái hàn nhiệt lại. Và lau khô nó hiện gà đảm bảo 10 con sống hết trơn, không có con nào bị. Anh em nhiều con nó bị mà nó mấy mắc mưa xong cái nó sẽ cắn nó đi không được, nó rút rút vậy nè, rút cổ luôn. Thì mình cứu nó vậy đỡ nha anh em, chỉ cần quét cái gì mình còn hay là ngại mà có rượu gốc rồi vô càng tốt nữa, pha vô anh em quét cho mình đi quyên cái bàn giò đó luôn, lau dưới rồi lau khô hết nha, lau cho nó bớt lông hết đi rồi đem vô cho nó ấm mất. Nếu mà trời mưa mà tạnh liền có nắng thì đem vào chỗ nắng nó liền, lau cho khô để cho nắng đó, anh em quét ngại đó đó cho mình, ngại cồn 90, cồn 90 độ nha anh em, đừng có sợ quét đầu đi cũng sao trên đó, quét chỉ là nóng cho nó con gà nóng là kiểu là cái đầu của nó nè, cái đầu với bàn chân là con gà nó giữ thân nhiệt liền, nó không sao cho nên đừng có quét mình mẩy nó chi mất công, nó quét cái đầu nó thôi, chứ cái đầu á, cái đầu con gà với cái chân con gà đảm bảo anh em dòm hồi con gà đứng lên từ từ nó không bị chân đứng lên liền, nó tỉnh nó liền à. Rồi lúc mà con gà nó tỉnh thì này mình có người bệnh cho nó luôn thì đập tép tỏi á, anh em đập tép tỏi đem đút cho nó nha, đút tép tỏi vô là con gà anh em tỉnh bờ. Đó là cái cứu gà đơn giản, chỉ cần quét ngại, nhiều khi không biết thấy con gà vậy cái quýnh quá hết trơn biết làm cái gì, nó mất hàn nhiệt là con gà nó chết. Bởi vì mình có thấy rồi nha anh em, mắc mưa mà con gà chết luôn, nó đứng nó rung cái nó dãy ngã ngã dãy luôn, nó bị sốc nhiệt, nó hạ hàn nhiệt quá lạnh quá thì nó cũng bị đai, người ta cũng vậy thôi, dễ lắm. Mà hạ hàn nhiệt bị sốc nhiệt đó, cho mình cái gì cũng giống nhau hết trơn, để mình đừng có suy nghĩ gì, mình chỉ làm vậy thôi. Thì người ta cũng vậy, cũng xích cái bàn chân mất thức dầu, mà thường nó bị lạnh rồi đó thức dầu giữ ấm cái bàn chân, thì con gà nó cũng vậy. Thì anh em nói với anh em đó, sức ngại còn rồi đó, sức vô còn dầu gió, nói chung niệm là con gió có dầu nước xanh đó, thì chỉ sức cái bàn chân với dạy chân con gà thôi, đừng có sức cái đầu của nó nha, cái dầu gió sức trên đầu con gà nó không tốt. Thì mình nấu cái đó đó, cái nào có mình nấu đàng hoàng, nó không tốt.
sức vô mắt gà chịu không nổi nha, dầu vô mắt gà nó chịu không nổi. Như anh em sức dầu vô lỗ tai gà nó cũng chết mà. Hạn chế mình chỉ dùng nghệ với cồn 90. Tại vì sao lấy nghệ? Nghệ là quét lên nó có nóng, nghệ nóng nha, cái chất nghệ nóng nha anh em, chứ không phải giỡn nha. Nghệ nóng á nó giữ thân nhiệt, nó cũng là thuốc mà. Rồi đó, cái gì mình biết mình chia sẻ tới cho anh em biết và anh em tham khảo để mà cứu mấy con gà mắc mưa ha. Cũng clip tới đây ha anh em ha, chúc anh em tối vui vẻ nha.